rồi chú đăng lên rồi, chú mướn mấy người Campuchia nói chuyện tôi phải không? Sao chú? Tôi điện chú chứ hả đó. Dạ, còn sao á? Rồi chú đăng số tôi lên đó. Dạ. Rồi chú kêu mấy thằng Việt kiều Campuchia nói chuyện tôi vậy. Ờ, tôi đâu có khả năng đó chú ơi. Đâu có tiền đâu mà kêu. Chú nói chuyện đúng không ha? Ngày mai 100 ngày có Hà, chú có lên chơi, ở Phú An không? Ờ, đang ở đây nè, đang ở nhà chị Hà nè. Vậy hả? Ừ. Rồi, chú kêu tôi xuống. Rồi, rồi, rồi. Ok, hẹn tiếng nữa tôi xuống. Nè. Ở đó làm gì chú? Thì bữa nay mời là đám 100 ngày mà. Chú dính hiếu trong của Hà, không có bà con nhà họ gì không mà ở đó. Không, đi đám. Đi đám gì? Đi đám 100 ngày. Chút xíu tôi đứng xuống đuổi chú ra. Rồi rồi, có bản lãnh thì xuống đây. Ok. Ở nhà ở đâu nghe, điện đừng có tắt máy nha. Rồi rồi, điện lúc nào cũng gặp hết mà. Rồi, hẹn tiếng nữa xuống. Đứng đang xuống đó, tôi chút xíu xuống. Chú gặp mặt tôi gặp anh chú. Rồi 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 rồi. Không xuống là mà chó nói nha. Chị chú. Dây. Không xuống là giận thú vật nha. Thú vật là sao? Thì là thú vật á. Mày tipper là mày có dính líu trong nhà của Kim Hà không? Đi đám, chứ không có dính líu gì hết. Đi đá tuổi mày ra mắc cỡ chết bà mày giờ, mày nói tôi giặt chó gì? Hẹn xuống nửa tiếng, một tiếng nữa nha. Vậy tới chiều hẹn gặp mày á. Ủa sao nó nói một tiếng mà sao tới chiều, đó, tới chiều nhiều khi tao nó đi về nè, sao? Nè. Mày đừng nói ha, mày nói sao? Tôi ghi âm mày rồi đó. ghi âm chứ đâu gì đâu. Mày em xong tôi thưa máy chắc đi mày... Chừng mày nào đi trong cái chốt không nữa. Chừng nào thưa? Tao xuống mà không có là mày không làm ngự á. Một tiếng nữa nghe. Rồi ok. Rồi. Mà tao nói chuyện mày sao mày kiếm mấy thằng em kia nói chuyện tao? Rồi thì nó tầm bậy thì mấy thằng đó nó, mấy người ta lên tiếng thôi chứ gì mày đâu. Mày đăng số tao mày mới muốn mày đừng nói chuyện đó rồi tao gặp mày á. Bình thường rồi. Mình tao nói chuyện sao mà tao mà mày nói tao là vui xấu anh em mày. Đấy, có chửi mấy chị phụ nữ không? Phụ nữ mày tipper mà đưa phụ nữ chửi quá mày chứ chửi thẳng mày á. Rồi rồi rồi, tiếng nữa gặp. Dạ ok. Ai không gặp lần chó nha. Chó mày ở đó nha. Rồi 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 rồi. Chửi tao chửi mày lại đó. Rồi 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 rồi. Rồi. Biết không, tao tôi đâu chưa? Tôi đâu có chửi đâu, tôi nói không gặp chửi lần tao chó chó thôi. Sao? Tôi nói không, ai không Mày gặp tao. người đó là con chó thôi chứ không không có chửi. Đừng nói chuyện mày tipper mà nói chuyện không khôn mày. Không Mặt tự như heo. Rồi, nếu ai không tới là con chó. Rồi. Rồi ok. Cắt nha. Một chút xíu tao xuống tao gặp mày á. Rồi xuống đi, nói hoài. Rồi, mày đợi đi. Rồi, ai không mày xuống là con chó. Tao là dòng họ trong đó, trời biết bữa nay á. Thì cãi ông. Rồi, mày sao? Ông dòng họ mày chuyện của ông. Mày bây giờ lá hồi xuống nắm đầu mày đuổi ra khỏi nhà. Có bản lãnh thì xuống đây. Ok. Chút xíu tao xuống liền. Rồi ai không xuống là con chó nha. Người ta xuống không gặp mày là mày cái gì? Thiện chó. Rồi. Ừ. Ok. Mày đừng có mướn mấy thằng Campuchia nói chuyện với tao. Tại tôi đâu có tiền đâu mà mướn, chỉ có thằng Tấn nó có tiền thôi, tôi đâu có tiền. Đứng nào có tiền. Đúng mà tao điện trực tiếp mày, mày đăng lên, mày nói chuyện rồi, mày kêu anh em tức bơ mày bên tao bên mày á. À. Thì ông điện cho tôi, ông kêu tôi đăng lên thì tôi đăng lên. Rồi cái đoạn âm này tôi... mấy thằng Campuchia nói chuyện tao á, tao bắn lĩnh tiếng Campuchia mày. Rồi, 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 cuộc gọi âm này đăng lên được không? Mày đăng đi, mày thường mày đăng đúng nghe, mày đăng thừa là chết bà mày á, tao thì coi mày á. Thì gan vậy thôi. Ơi, tao thấy mày thêm quá rồi đó. Thêm cái gì, cái đoạn âm lần trước có thêm gì không? Thì tự mày mày đăng lên mày hiểu rồi, mày đúng hay mày sai. đúng sai, ai hỏi ai trừ, đúng ai sai biết rồi. Hỏi trừ tao ở chợ Dạm nè. Chị chợ Dạm, chợ nào cũng chợ mày, không tới, chứ. Tới nhà cháu, cháu dâu tao đó, nói cho biết á. Tại... nhà đó là nhà cháu dâu tao đó. Thì cháu dâu kệ cháu dâu không chứ. À, mời ra không nữa tôi tuyển khách mày liền. Thôi có bạn lãnh rồi xuống đây, nãy giờ cũng mười mấy okay. Phút rồi. Nãy giờ cũng năm mười tao phút đang ăn rồi. Cơm nè. Tao đang ăn cơm ở nhà nè. Rồi ăn cơm là lẹ đi rồi đi. Tao xuống không gặp mày là tao không không thích thẳng mày luôn. Thì ai không xuống là ăn chó thôi bình thường mà. Ôi mày đừng nói gậy chuyện đó mày ơi. Gậy gì gậy? Tao nói sự mày thật mà. Mày ngu quá mày ơi. Tại à, ta ngu mà ta ngu ta biết cái nào đúng cái nào sai. Rồi rồi rồi. Còn cái người không không ngu mà không biết đúng không biết sai á.
Đúng sai tao luôn nhân mình ruộng tao biết què nói chuyện mày, mày bơ mày mấy năm mà mày nói chuyện không có khôn khéo nhân mày mình què ruộng không biết gì mà sao mà lên chửi người ta. Tao chửi ai? Thì chửi ai nói mấy chị phụ nữ rảnh tháng lo ăn cơm mày nhà nói chuyện nói người ta đó. Đó mày làm tiếp bơ bao nhiêu năm mà mày nói đó mày rảnh tháng. Ai tiếp bơ mày đăng lên số điện thoại mà mày đưa phụ nữ mày chửi người ta. Thì tôi đưa lên cho nên cho nói vụ một tấn thôi, tự nhiên ông lên ông điện ông chửi người ta. Ông bên tao chửi ai? Chửi mấy chị phụ nữ rảnh tháng. Mày đừng nói đồ mày phụ nữ mày đưa đàn bà con gái làm gì? Đàn ông nói chuyện đàn ông, đàn bà nói chuyện đàn bà. Thì đàn ông nói chuyện đàn ông, nhưng mà tôi đăng lên cũng như ông nè, ông nói chuyện tôi đăng lên, ông mới điện được cho tôi, ông nói chuyện cái vụ mà Tấn, đúng không? Tấn đụng mày tức bơ bao nhiêu năm mà mày làm ma, mày nói chuyện con cha mà không? Là người ta ngu, ngu, rồi, okay, ngu nhưng mà biết đúng cái sai, đúng không? Còn cái vụ là khôn á, mà không biết đúng cái sai. Mày làm tức bơ với mày, xin đụng má, được vậy thôi, mày lên công an đi, mày làm bộ đi, mày xử Tấn. Rồi, có văn lãnh thì cứ đưa, ha. Vậy? Có văn lãnh thì cứ thưa, có gì đâu. Bản lĩnh tụi bay á, tụi bay thưa đi. Tôi thưa rồi. Thưa ai? Mày thưa đồ mày gọi ơi, mày làm đông quá, cho mày 10 triệu. Lại tôi làm rồi. Mày đứng tên không? Tôi không đứng tên, nhưng mà anh Vũ đứng tên. Mày bơ mày suối rồi mà. Mày giỏi mày làm đứng tên của mày, dòng họ mày làm lên đi. Làm lên thưa ai? Thưa ông phải không? Mày thưa Tấn á. Tự nhiên tôi thưa Tấn làm gì, Tấn đâu có xúc phạm gì tới tôi đâu thưa. Chừng nào nó xúc phạm tôi đi thưa. Nhiều quá, mày ít sổ đi. Đụng chút xíu tại này. Thầy nói nãy giờ cũng lâu rồi đó, nãy giờ cũng mất thời gian dữ lắm mà nó theo người ta cướp điện thoại người ta xuống nãy giờ là được rồi đó. Ok, tao đang cơm. Tao xuống xuống nha, không xuống là ăn chó nha. Nhà ở đâu? Ở nhà bà vợ Tấn ở ngay nhà của Hà. Ở nhà con Hà. Rồi. Rồi. Chút xíu đi xuống gặp mày. Thì nấu mình đi lẹ lẹ đi, ở cầu kê cầu cưa hoài, cúp máy đi, đi lẹ đi. Để đâu không xa đâu. Hả? Để đâu không xa đâu. Thì không xa thì đi lẹ đi, để ăn cơm nước thì lẹ lẹ đi, đi. Mày ăn cơm chưa? Tại tôi ở đây, ăn cơm đây, đang đám ở đây, ăn cơm đây mà. Rồi, đám nào, bữa nay đám gì? Đám chật hả, đám gì? À, đám từng của Hà. Má ngày mơ người ta bữa nay xuống ăn chật cái gì mày nói xàm. Thì bữa nay ngày mơ thì tôi không có tiền tôi xuống ăn chật mà. Ừ thì mày nói tiếng ăn chật đi. À. Em mày biết xạo quá, tôi thấy mày xạo nhiều rồi đó. Tôi xạo hay không là chuyện của tôi. Còn ai không biết có xạo hay không là chuyện của ai ha. Tao cho mày biết bữa nay tao nói thẳng mày là tao là cậu ruột của ông Tấn đó. Cãi anh ruột anh tin gì? Thì tao nói nhiều mà tự hiểu rồi, số điện thoại tao mày đăng lên đó, mày nói nhiều quá à. Rồi, hồi đăng ghi âm này đăng luôn, số điện thoại này lên luôn. Mày đăng lên đó, tôi mẹ mày luôn á. Thì, thì thưa rồi, thưa rồi, thưa rồi, hậu. Ừ. Rồi, ok. Ờ, vậy đi. Ừ. Nhớ xuống lẹ lẹ nha. Tao xuống liền à. Còn cháu dầu tao xuống, không có mày không có dính líu gì trong cái cuộc chơi này chứ mày đừng nói nhiều. Đã tôi xuống tôi đi đám mà tôi đâu có dính líu gì tới gia đình đâu. Thì tao nói mày vậy đó, mày hiểu rồi đó. Ừ. Cháu dầu tao á, tao xuống á. Thì cãi không chứ. Rồi biết á. Cãi không. Mày xuống ngồi không được, tôi xách cái đầu mày ra, tao mời mày không được, tôi đẩy khách mày đó. Tài ngon thì xuống đây, lẹ đi. Thì đây nè, tao xuống liền. Thì nói thì đi, lẹ đi. Ừ, tao ăn cơm nè, ăn, ăn từ từ thôi chứ đừng gấp quá, ăn chuyện mắc nghẹn chết nha. À, chết cho tụi bay hụt sủa nhiều hả? Hả sao? Chết tụi bay sủa nhiều cái gì? Ừ, sủa nhiều chút, cái gì đâu.